Alo, sắp đến chưa? Đây rồi, 5 phút nữa có mặt nhá. Nhưng mà này tớ bảo, đến thì gọi cửa bé bé thôi nhá. Không mẹ tớ biết là không đi chơi đâu. Rồi rồi, ok. Mày ơi, đi chơi rồi. Đã bảo bé bé như một thôi mà. Hả? Cái gì cơ? Ui trời ơi, đã bảo bé bé mà cứ đi. Là mí đâu đây? Đi ai cứ đi. Ui trời ơi, bảo bé cái mồm nó cứ không ngoan ngoan thế. Định nói cho là sóng nghe à? Con trai mà. Thôi, đứng yên đây, chồng ba hàng xóm, tớ lên hái cho. Thôi, lên hái, tớ trông nó. Kia, quả kia mà. Đằng kia kia kia. Bên này mà. Ôi trời ơi, tớ bảo bé cái mồm thôi. Tớ sợ tớ nói bé, cậu không nghe thấy. Có gì mà không nghe thấy, cậu là thằng nghe thấy. Rồi, cậu hái. Lại có đứa không xoài nhà ta thôi. Ui mày ơi. Ui trời ơi, cái gì tớ bảo nói bé thôi cơ mà. Anh hàng xóm kia. Ui, công nhận xoài sai thật đấy. Ôi quả nào mà bé to như này, ăn chắc ngon phải biết. Thế xong cho anh xin cái hạt để trồng. Vâng ạ. Được lắm, được lắm. Đang ăn trộm xoài nhà anh à? Tại cậu ấy cứ hoang hoang mồm mà. Mất hết cả xoài này, chẳng có gì ăn cả. Thôi, ra chơi game vậy. Tức thế lại thua rồi. Sợ thế bạn. Cái game mày làm tự bức từ hôm qua đến giờ. Khó cực, cứ hồi nào suýt thắng là lại thua. Trẻ, mình lớn rồi. Sao lại bực mình vì mấy cái game thế? Thật không ra gì. Đây, giỏi đi cậu chơi đi. Đùa này, nhìn sự bình tĩnh của tớ bảo bạn. Đấy thấy chưa, quá là easy luôn. Thôi, không chơi được thì thôi. Được cơ. Chơi được, để ý xem nào. Bình tĩnh nào bạn Hiến. Bình tĩnh. Đúng rồi, cậu phải bình tĩnh. Điện thoại của tớ mà. Không nên muốn rồi. Thôi được rồi, để tớ dẫn cậu đi mua điện thoại mới. Thật không? Thật, đi theo tớ. Điện thoại cậu đây này. What? Điện thoại này hay lắm. Để tớ bấm cho cậu nghe nhá. Đấy, thấy chưa? Úi giời. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này có... Tớ chỉ được cho 200.000 đủ để mua điện thoại này thôi. Cậu dùng tạm đi. À, số tiền thừa còn lại tớ sẽ đưa cậu đi shopping. Shopping ở đâu? Ở cổng trường học. Với 200.000 thì bọn mình đã mua được cả đồ chơi, đồ ăn rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn từng món đồ một nhá. Nào, đầu tiên là cái con thì đây là con thủ ghi cookie các bạn ơi. Nhưng mà mình không đứng được. Rồi là có cái đầu luôn ấy. Uống ngã không biết gì làm cái khai sáng nữa. Đâu đây xem ạ. Trời ơi, các bạn ơi, giờ mình mới biết là cái cookie cái này có thể kéo dài tay này. Thật là trời ơi, nghe tiếng nó cũng đã tai thật luôn á. Mình không biết đồ chơi này là gì nhưng mà thấy trông chơi nó cũng khá thú vị các bạn ạ, vì nó tạo cho mình rất là nhiều bất ngờ. Wow, không muốn ghi co giãn thật. Wow, tưởng dụng cả đấy. Đồ chơi này thì mình cũng thấy nó khá thú vị và hay ho đấy, để các bạn cứ thử mua về chơi xem sao nhá. Tiếp theo là đồ ăn gì đây? Tí muội táo ngọt. Ôi, đây là trồng ô mai các bạn. Ừ, trông hấp dẫn đấy, mở ăn thử nhá. Thử nhá. Ôi, thơm thật đấy. Wow, trời ơi, đây nhiều táo khô ấy các bạn ơi. Ngon không? Ngon. Ở bên ngoài lớp vỏ rất là mặn mặn ngọt ngọt. Táo cũng khá là giòn. Ngon rồi đấy các bạn. Ăn giống như ô mai luôn đấy các bạn ơi. Mình nhớ, mình mua gói chỉ có 2.000 hay 3.000 đấy. Mà ngon này đúng là xuất sắc. Chua quá các bạn ạ. Mình không thích ăn đồ chua. Chua thế nào đâu. Nặng nó mất kính vọng. Tiếp theo là đồ chơi gắn liền với tuổi thơ.
mình đoán chắc là bạn nào cũng thích chơi cái trò này luôn, mình cũng thế. Mà bây giờ để mua những cái, để mua được cái trò số món rất là khó luôn các bạn ơi. Mình đi tận 3 cổng trường mình mua được cái đồ chơi này luôn nhá. À, để chúng thử nhá. Bây giờ để xem ai thổ to hơn nhá. Ngày xưa mình nhớ là mình phải tích tiền sáng để mua cái này chơi các bạn ạ. Mà mỗi lần chơi đâu làm lấy nhiều chứ đâu, lấy có mỗi tí là xong thổ rồi mình nổ. Nào xem ai thổi to hơn nhá. 1, 2. Ủa? Sao vậy? Ui, to thế. Wow, các bạn ơi. Thật là kéo léo, thật là kéo léo. Tiếp theo là đồ ăn gì đây? Mà mình cũng không biết luôn. Chưa, để xem nào. Như là C. Chắc gì, để bóc vào mình biết được các bạn ơi. Bóc ra nhá, tớ 3 cái cộng 2 cái nhá. Đâu ra thế. Tớ không bóc, tớ 3 cái cộng 2 cái. C. Là C này. Cứ thử màu hồng rồi nhá. Ngon quá. Ôi, vị dâu các bạn ạ. Đây là cái vị dưa gang. Tôi thử vị màu vàng xem nào. Ăn hai cái chúng muốn nó mới đã. Mix vị vào nhau chứ. Đồ chơi kìa. Có cái gì mà như cái đống ni lông này. Không phải đâu, chúng tôi phải ọc ảnh thôi. Nhưng đây là cái người ta gọi là đây là lính nhảy dù nha. Thế xưa là mình kiểu buộc túi lông này vào với đá để có thể thả nó giống như kiểu nhảy dù. Bây giờ nó sản xuất ra hẳn như thế này luôn. Free Fire rồi. Thôi để tôi thả nó. Không, đây dặn người lính đã. Nhớ đáp đất thành công nha. Ôi, nhưng mà này, tôi lo nhớ đâu người lính này không đáp đất thành công thì sao? Thế xuống đấy mà đỡ. Sao? Nope. Quý. Đây đâu rồi trời. Đâu. Đứng lên trên này đi, nhìn nó. Nope. Nào, để thử món này xem nào. Ôi, đây là món gì đây mà sao trông nó cứ lá thanh xanh nhở. Bánh tráng trộn bây giờ nó được đóng gói luôn đấy hả? Như đây là bánh tráng rau củ quả hay rau ấy. Ngày xưa mình chỉ ăn bánh tráng trộn là kiểu trộn sẵn luôn, các cô trộn sẵn luôn, xong rồi mình cho túi lông rồi mang vào lớp ăn thôi. Bây giờ đóng hộp luôn mà. Em thử mà. Ui, ui rau củ quả thật luôn này. Đúng không? Ui, đúng rồi. Em thử nha. Có cả phô mai nữa. Sao bên đấy phô mai nó là muối sao? Dưa này mình cả mắt ra. Không uống. Đây là bánh tráng bê tê, là bánh tráng rau trong trộn với cái muối. Cũng như rau muống luôn. Kiểu có mùi tỏi ớt. Cái rau do cái muối nó có mùi tỏi ớt này, xong cái bánh tráng thì vì rau muống. Ăn nhiều rau muống xào ấy các bạn ạ. Với 20.000 cái hộp này, trong khi 20.000 đã mua được một bánh túi bánh trắng trộn sẵn rồi. À, một túi bánh trắng các cô trộn sẵn có bánh khô ở đầy đủ luôn. Thôi, chung là đắt. Thôi, cho con anh để về cho cạnh đích cho cô xem nha. Đâu? Không bây giờ. Đây đây ạ. Thế này có bà Mai về. Đâu, đây để tớ thử lại nè. Anh nhảy ngược các bạn. Còn anh làm sao ấy các bạn ơi, nó không thể nghe lời mình luôn ý. Đây lại anh nhảy ngược. Đấy, được rồi. Đấy, các bạn. Ui. Thôi. Chán. Tiếc của anh gì nữa. Tớ đốt vòng các bạn xem. Thôi, thế mà tốn tiền mua ếch này các bạn ơi. Mình cũng tưởng nó hại được cái bích mà không. Thế này mà mua này về chơi chỉ có mà vượt rào ấy. Vượt rào. Đâu? Không vượt được rào. Không vượt nổi rào luôn. Mình chỉ uống coca. Mới ăn kẹo coca thôi. Bây giờ mới ăn thành coca các bạn ơi. Rất là lạ nhá. Không biết cái thạch này có ga hay không. Chắc là không đâu. Bóc ra ăn thử nào. Đây, ta bóc cho. Không, ăn bóc vào giờ bóc ăn hết thì sao. Để bóc. Sốc mũi coca lên luôn. Sốc mũi coca luôn mà nhìn như thành nó dẻo dẻo như này. Nào ăn đi. Ăn một miếng nhá. Mọi người chỉ được ăn một miếng thôi nhá. Bây giờ nào. Nhanh lên, ăn ơ. Ôi, đồ ăn hết của tớ rồi.
không phải có ga luôn. Bình thường mình uống ga nhưng mình không thích uống ga đâu các bạn ạ. Hết luôn của mình rồi. Nên là vừa uống ga mà không uống ga, đây là giải pháp nha. Ôi trời ơi, mình ăn có tí thôi mà thấy hơi sôi sôi bụng rồi. Ừ, bởi vì đây là những đồ ăn đóng gói mà, ăn nhiều sao không tốt cho sức khỏe đâu. Thế thì các bạn cũng không nên ăn nhiều nhá, thỉnh thoảng ăn còn được, chứ nếu mà ăn nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Nào bây giờ cùng mình đến với đồ ăn đóng gói tiếp theo. Gậy như ý. Gậy này gậy của Tô Ngộ Không đấy các bạn. Ôi, hình tượng không luôn nè. Giòn như bim bim luôn nhưng hương vị là của chú. Này nào ngáo, tôi đó có biết nước uống gì gắn liền với tuổi thơ học sinh. Đơn giản, nước ngọc. Nước ngọc thì ai chẳng uống, tớ bảo là đây là gắn liền tuổi thơ học sinh cơ mà. À đúng rồi, đây chính là trà sữa cổng trường đúng không? Sai, vâng sai, đó chính là dầu đỏ. Cậu phải đưa tớ thử uống một miếng để tớ nhớ lại cảm giác nào. Vừa rồi, tớ chứ. Ui, đúng là dùng đỏ ngày xưa. Ngon thật đấy các bạn ạ. Uống cái tỉnh người, cái hương vị này em. Nó vừa ngọt ngọt chua chua, nó còn hương dâu nữa chứ. Đúng rồi. Uống mãi không chán, tận lúc lớn vẫn chưa chán. Uống đây để tớ uống thử này. Các bạn ơi, một món đồ chơi mà hồi bé mình rất thích chơi. Đó chính là bánh bao giãn ấy. Ồ, mình biết rồi, không có giãn nữa. Dính tất cả các bạn ơi. Dính à? Dính à? Dính ra cái này em, như bạn nào mà kiểu lười tắt điện mà lúc nào bây giờ rồi mình lấy cái này tắt điện được. Lười lấy đồ vật. Đố. Thôi, tớ ăn luôn này nhá. Nghe thấy bên trong rất nhiều kẹo rồi. Kẹo C sao đấy các bạn? Sao biết được kẹo C sao? Trời ơi, có hai màu luôn mà. Cái màu xanh nó có cả vị bể ắp, em có cả cảm giác vị bể ắp không? Ăn cũng giống như cái kẹo C, nhưng nhìn ở cổng trường các bạn. Ngon đấy. Ô, ngày xưa trong sóng mà phải thử quay các bạn ơi, bây giờ trong sóng tự quay luôn. Mình chỉ cần di tay phát là tự quay luôn nhá. Nhưng đây là gì đấy? Đây không phải là không biết là trong sóng, nó còn là kẹo nữa cơ. À, nó còn có cả một cái thìa này để xúc kẹo. Nào để xem bên trong kẹo là kẹo gì nào. Hơi cứng tí thôi. Hơi cứng tí. Ngon không? Ngon. Rồi, giờ tớ là cậu vừa ăn vani đúng không? Không, giờ ăn ép khoai á. Hàng. Cái bánh nó mặn mặn xong ăn xong là ngọt ngọt hợp lên luôn các bạn ơi. Vậy tớ mình sẽ ăn thử sô cô la nhá. Ngon luôn. Mì tôm chè và mì tôm hùm. Hai gói mì này không phải nấu cho các bạn ăn luôn. Để xem trong này có gì nào. Có tôm hùm, chưa có cái gì. Còn cái nịt. Có tôm hùm. Hai cái này khác nhau nhá. Một cái là loại dài, một cái là loại vụn. Cái này là que phải mềm. Cái này là mì các bạn ơi. Mì tôm hùm ăn ngon cực luôn các bạn. Rồi thử mì của bếp qua tây mà. Ăn cả gia vị chẳng thấy có mì chả 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 đấy, có vị tôm hùm nữa các bạn. Toàn gia vị cay vẻ mặn thôi. Mì tôm của em cũng ngon không? Vừa vẻ vừa ngon. Cậu ơi, đây là một món đồ đắt nhất mà hôm nay mình đã mua. 60.000. Wow. Đây là chơi game cầm tay. Hình hút. Hất lên nè. Thì đấy. Sang. Đây. Tưởng là bấm một phát gần đến đích. Đấy. Lỗi. Đặt lên trên này luôn này. Các bạn ngày xưa mình chơi này giỏi lắm luôn ý. Mà bây giờ chơi với cái lạc của ngưỡng quay sao ấy. Nó mới quay tay gà đấy các bạn ạ. Thế chơi thử đi. Quay tiếp. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi tài ơi, chết tôi tài ơi. Ôi, cho các bạn thấy bàn tay quyền lực của mình chưa? Chưa. Đây là một món đồ ăn toàn vũ khí luôn. Nhưng mà... một cái là gậy và một cái là để móng vuốt. Nhưng mà cái này chỉ có 4 móng, chẳng sản xuất được 4 móng luôn các bạn. Là thiếu một móng của mình là lấy cái nắp đậy vào cho nó đầy đủ. Thế thôi. Nào, ăn thử. Sẽ ăn thử vỏ nhá. Vị nó chỉ là cái kẹo chẳng có gì, là vị hoa quả. Đây là dâu, vịt quất, dưa gang và xoài. Thế ạ, đây cũng thế. Vịt quất,
không có vết quất đâu, nhưng sẽ có dưa gang, xoài, cam. Cam để mình ăn thử mà. Giòn không? Dưa chắc đã giòn đâu. Ừ, bỏng quá ơi. Bỏng vị hoa quả. Không, nó chẳng có gì nhưng vị bỏng gạo mà ngọt hơn. Chắc là sản xuất màu sắc này cho kiểu mình bắt mắt mình dễ dễ mua hơn. Chứ còn nó có bỏng gạo mà ngày xưa mình mang gạo đi nhổ theo cân ấy. Thôi hôm nay ăn thế thôi nhở. Ăn rất là nhiều các bạn ạ. Video của mình đến đây kết thúc các bạn nhé. Tại vì hẹn gặp lại trước mình sau. Bye bye, bye.